Quý khán giả và các đồng chí, cuộc chiến tranh mà Mỹ gây ra ở Việt Nam đã kết thúc gần nửa thế kỷ, nhưng hậu quả nặng nề mà nó gây ra vẫn còn dai dẳng đối với đất nước và nhân dân ta, nhất là với những nạn nhân chất độc da cam dioxin. Đau đớn hơn khi họ lại phải chứng kiến các thế hệ con rồi cháu, chất của mình cũng bị ảnh hưởng nặng nề của thứ chất độc chết người này. Thấu hiểu nỗi đau của những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội giúp đỡ nạn nhân của chất độc da cam và gia đình họ vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, sự sẻ chia, cảm thông, giúp đỡ của toàn xã hội, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước đã tiếp thêm nguồn động lực để những nạn nhân trong cuộc chiến da cam vững bước vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Tôi là Linh Chi, mời quý khán giả và các đồng chí đến với chương trình Vươn ra Việt Nam tuần này, vượt qua nỗi đau da cam. Trong suốt hơn 10 năm, quân đội Mỹ đã phun giải hơn 80 triệu lít chất độc diệt cỏ có chứa chất cực độc dioxin xuống các thôn làng, đồng ruộng và rừng cây ở miền Nam Việt Nam. Những vùng đất trù phú xanh tốt trong chớp mắt trở thành vùng đất chết, để lại những hậu quả nặng nề dai dẳng đối với cả môi trường và con người. Hàng trăm ngàn nạn nhân đã chết, hàng triệu người bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật. Trong đó có cả thế hệ thứ ba và thứ tư. Nhiều phụ nữ mất thiên chức làm mẹ. Đó là nỗi đau không chỉ của riêng dân tộc Việt Nam, mà đã trở thành nỗi băn khoăn, day dứt của toàn thể nhân loại tiến bộ. Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, những năm qua Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương chính sách, đồng thời dành những khoản kinh phí lớn để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Những chế độ chính sách này vẫn liên tục hoàn thiện bổ sung theo phương châm, ai là nạn nhân da cam, dù thuộc thế hệ trước hay sau, đều được tiếp tục thụ hưởng. Đến nay, đã có chính sách cho đời thứ ba của nạn nhân trực tiếp chất độc da cam. Rõ ràng, Việt Nam đã khắc phục được một điểm quan trọng trong một vấn đề xã hội chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Chúng ta hiểu về chiến tranh và đã trải qua chiến tranh thì chúng ta sẽ thấm đẫm về cái việc mà đất nước được thanh bình như hôm nay phải trả bằng cái giá gì. Chúng tôi cũng xin chia sẻ là những người đi sau, đấy, những người tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao. Những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta đã dành những cái thời cơ sở vật chất tinh thần để mà hỗ trợ giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam những năm qua, cho nó vơi bớt những cái nỗi đau. Và cái đó cái chung để phát động được toàn Đảng, toàn dân, các cái doanh nghiệp và mọi người chung tay cùng với Đảng để chăm sóc cho đối tượng nạn nhân da cam ngày càng có đời sống ổn định và tốt hơn để mà hòa nhập với cộng đồng. Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam chính thức được thành lập nhằm giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân da cam, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Là cơ quan bảo vệ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam dioxin, bình quân hàng năm, Trung ương Hội nạn nhân chất độc dioxin Việt Nam và các cấp hội trong cả nước đã vận động, huy động các nguồn lực để giúp đỡ các nạn nhân chất độc dioxin và gia đình nạn nhân, bao gồm xây dựng các cơ sở bán trú, xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp học bổng, trợ cấp khó khăn, lễ Tết, khám chữa bệnh, vốn sản xuất. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức cùng với các cái nhà tài trợ
đến thăm, khám chữa bệnh, đặc biệt là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám bệnh cho hàng chục nghìn nạn nhân chất độc da cam dioxin và cấp thuốc, tặng quà miễn phí, rồi tổ chức cái tặng quà cho các cái gia đình nạn nhân. Đồng thời thì Trung ương hội cũng phối hợp với nhiều tổ chức và cá nhân để đồng hành với hội trong cái việc hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, rồi tổ chức học nghề cho nạn nhân, đạt được cái hiệu quả rất là tốt. Đồng hành với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đã dành cho nạn nhân chất độc dioxin Việt Nam tình cảm, sự chia sẻ và trách nhiệm, giúp đỡ các nạn nhân cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình chúng tôi rất phấn khởi, rất vui mừng, không có bao giờ mà được lại hạnh phúc như ngày hôm nay. Và gia đình tôi lại được cấp trên, nói chung là các ban ngành cấp trên đã hỗ trợ một số tiền để gia đình tôi xây dựng cái gian cửa gian nhà, thì chúng tôi rất nỗi vâng vui phấn khởi. Nói chung và đồng hành cùng với nạn nhân chất độc da cam nói riêng thì bản thân tôi rất là vui và cũng rất là thanh thản, cũng như kiểu mình góp một cái phần nhỏ bé nào đấy để là xoa dịu cái nỗi đau chiến tranh, thì chúng tôi luôn tâm niệm là sẽ đồng hành phát triển cùng với các những gì liên quan đến chất độc da cam nói riêng và chương trình Thương binh Liệt sĩ đồng hành cùng với Đảng, Chính phủ, Nhà nước nói chung. Trên phương diện quốc tế, sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm khắc phục hậu quả chất độc dioxin, đã trở thành điểm sáng trong mối quan hệ gác lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước. Năm 2012, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bắt đầu xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là một dấu mốc lịch sử đạt được sau nhiều cam kết và đàm phán giữa hai nước. Năm 2018, dự án tại Đà Nẵng thành công tốt đẹp với kết quả là sân bay Đà Nẵng có thêm hơn 30 ha đất sạch để phục vụ hoạt động mở rộng sân bay. Our work with Vietnam on cleaning up Agent Orange contaminated soil and improving the quality of life for persons with disabilities in provinces heavily sprayed with Agent Orange. These are critical priorities for the United States and Vietnam to overcome the legacies of war and expand our partnership for the future. Tiếp nối thành công dự án sân bay quốc tế Đà Nẵng, Mỹ tiếp tục triển khai tẩy độc tại sân bay Biên Hòa. Dự án tại Biên Hòa dự kiến mất 10 năm để hoàn thành với tổng chi phí khoảng 450 triệu đô la. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã hoàn thành giai đoạn ban đầu của dự án và đang bắt đầu giai đoạn lớn tiếp theo để xử lý đất ô nhiễm. Phía Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam thực hiện dự án này nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm cho người dân trong khu vực sân bay cũng như các cộng đồng xung quanh. Tiến đến mục tiêu của dự án là hoàn trả an toàn toàn bộ diện tích đất để phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau. This year, the United States and Vietnam celebrate the 10-year anniversary of our comprehensive partnership. Our close cooperation over the past decades to overcome the legacies of war is the foundation for our two countries' evolution from former foes to now ever closer partners on many priorities for security, economic development, education, technology, environment, and public health. The United States and Vietnam work strategically together to create a better future for our two peoples and to ensure a strong, prosperous and independent Vietnam. Dù không thể làm lành được hết những vết thương, nỗi đau do chiến tranh để lại, song mỗi một hành động sẻ chia là một lần góp phần xoa dịu nỗi đau đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của cả xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước, sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh giúp nạn nhân da cam vượt qua những nỗi đau, di chứng của chiến tranh để lại. Và sự chung tay bền bỉ cao đẹp của lòng nhân ái sẽ thắp lên ngọn lửa niềm tin cho những nạn nhân chất độc da cam xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi mời quý khán giả và các đồng chí cùng lắng nghe những chia sẻ của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Thưa Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, đã hơn 60 năm kể từ khi quân đội Mỹ phun giải chất độc da cam dioxin tại chiến trường miền Nam, gây nên thảm họa da cam ở Việt Nam, song những nỗi đau mất mát mà thảm họa này gây ra trên đất nước ta vẫn còn hết sức nặng nề. Vậy xin Thượng tướng cho biết hậu quả của thảm họa này gây ra đối với người dân Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam thì quân đội Mỹ đã tiến hành một cái cuộc chiến tranh hóa học kéo dài trên 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1971. Họ đã phun giải khoảng gần 80 triệu lít chất độc hóa học xuống 25% diện tích miền Nam Việt Nam. Có thể nói là toàn bộ cái rừng nguyên sinh ở miền Nam Việt Nam bị tàn phá. Các cái giải thực vật và động vật bị phun giải và bị diệt chủng. Đối với con người, chất độc da cam dioxin thì nó đã gây nên các cái bệnh như là ung thư, rồi thì biến đổi gen, các cái di chứng về sinh sản, làm cho con người ở Việt Nam thì sinh ra nó bị dị dạng dị tật. Những cái bệnh chính như là ung thư, tâm thần cũng gây đến một cái thảm họa lớn với con người. Thế thì những cái việc đó thì nó làm đến cái con người Việt Nam ấy là nó nhiều thế hệ mà nó bị biến đổi gen, dị dạng dị tật, và đặc biệt là có hàng triệu phụ nữ không sinh sản được. Nên đối với nam giới không sinh làm cho nhiều cái gia đình không có người kế nghiệp. Thế thì những cái gia đình đó ở miền Nam Việt Nam cũng rất là nhiều. Nhiều phụ nữ thì không được cái hạnh phúc làm vợ làm mẹ, rất là đau khổ. Nhiều gia đình ấy thì từ 3 đến 4 nạn nhân. Trước những đau thương mất mát mà chất độc da cam đã gây ra trên đất nước ta, thì Đảng, Chính phủ và quân đội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết hậu quả và đạt được những thành tựu quan trọng như thế nào, thưa Thượng tướng? Về nhận thức về cái hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra thì nó rất nặng nề đối với con người. Hơn 60 năm qua thì Đảng và Nhà nước chúng ta rất quan tâm đến cái giải quyết cái hậu quả chất độc đối với môi trường và sức khỏe con người. Trước hết thì tôi nói về môi trường thì đến bây giờ ở Việt Nam thì cơ bản là đã sạch sẽ về môi trường. Riêng còn một số cái sân bay như là sân bay Biên Hòa hay là sân bay A Lưới thì hiện giờ là chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ đang phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề này. Đối với con người thì Đảng và Nhà nước chúng ta thứ nhất là đã ban hành nhiều cái pháp lệnh và luật về người có công, về nạn nhân chất độc da cam, là những người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ thì đã được hưởng các cái chế độ về trợ cấp hàng tháng, thế rồi thì chế độ bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội và cái chế độ trợ cấp cho con cháu họ đi học. Với cái nguồn ngân sách thì cũng tương đối là nhiều. Hàng năm như thế thì nói chung về người có công thì khoảng gần 40.000 tỷ đồng. Thế riêng cái chất độc da cam này thì khoảng hơn 10.800 tỷ đồng. Đối với Bộ Quốc phòng thì tôi thấy rằng là nhiều năm qua là Bộ Quốc phòng cũng đã quan tâm đến vấn đề này. Thế trong thời gian tới thì Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tiếp tục triển khai những biện pháp gì để chăm sóc và hỗ trợ hiệu quả các nạn nhân chất độc da cam, thưa Thượng tướng? Thì chúng tôi thấy rằng là cái thứ nhất là phải vận động các cái nguồn lực để tiến hành chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là những gia đình khó khăn. Đấy. Và làm sao để giúp cho gia đình nạn nhân họ giải quyết được mấy vấn đề. Một là vấn đề ăn, khám chữa bệnh,
vấn đề tăng gia sản xuất và vấn đề học hành của con cháu của họ. Phấn đấu tức là nạn nhân, gia đình nạn nhân thì phải có một cái mức sống trung bình bằng hoặc là hơn những cái gia đình mà có cái mức sống trung bình ở khu dân cư. Vấn đề thứ hai là giúp cho nạn nhân về cái mưu sinh, đấy, cái công ăn việc làm. Hiện nay thì ví dụ như là ở các cái trung tâm của hội thì có dạy nghề, đấy, có làm thủ công và cái sản phẩm đó thì cũng được bán ra ngoài xã hội. Thế thì cũng giúp cho các cháu đến đây làm thì không được nhiều nhưng mà cũng được đủ ăn, đủ mặc và đủ sống ở trong cái hội. Thế thì cũng giải quyết được những cái khó khăn như thế. Một vấn đề nữa thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ cho các gia đình bằng cách tức là vận động các nhà tài trợ ở trong nước cũng như ở trên thế giới thì họ giúp đỡ cho nạn nhân về mưu sinh. Thưa quý vị và các đồng chí, Làng Hữu Nghị Việt Nam, đơn vị trực thuộc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, luôn là địa chỉ tin cậy giúp đỡ cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con cháu của họ bị nhiễm chất độc da cam dioxin trong suốt 25 năm hình thành và phát triển. Đến Làng Hữu Nghị Việt Nam, tận mắt chứng kiến các nạn nhân da cam, chúng tôi cảm nhận sâu sắc những nỗi đau mà chiến tranh để lại. Nhưng từ nỗi đau ấy, bằng ý chí, nghị lực kiên cường, những nỗ lực vươn lên ở các nạn nhân da cam, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ở làng như dòng nước mắt làm dịu đi nỗi đau thế kỷ. Đến Làng Hữu Nghị Việt Nam, chắc chắn ai cũng sẽ ngỡ ngàng khi thấy một màu xanh đầy sức sống của cây cối, những ngôi nhà mái đỏ tường vàng, cảm giác thật thanh bình. Nhưng cũng chính tại nơi đây, những người cựu chiến binh và những đứa con của họ vẫn đang âm thầm chiến đấu với di chứng chất độc da cam mà cuộc chiến tranh đã để lại. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi đến thăm những mảnh đời không may mắn đó để xem họ đã được chăm sóc, dạy dỗ và đào tạo nghề như thế nào nhé. Từng giờ, từng ngày, các cán bộ nhân viên của làng luôn cùng sống, cùng phục vụ các cựu chiến binh và các em bị ảnh hưởng chất độc da cam với tất cả trách nhiệm cao cả của mình. Chương trình giáo dục đặc biệt tại làng có nhiều chủ đề phong phú đa dạng, gần gũi và sát thực với cuộc sống như học về động vật, thực vật, giao thông, kỹ năng giao tiếp cũng như chương trình đào tạo nghề. Như trường hợp Bùi Thị Hóa, sinh năm 1985, ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dù chỉ cao tầm học sinh lớp 3, bị khuyết tật vận động, vẹo cột sống, đi lại rất khó khăn. Nhưng may mắn, trí tuệ của bạn Hóa tốt hơn so với các bạn trong làng, nên việc học may đối với Hóa cũng thuận lợi hơn nhiều bạn nơi đây. Em Hóa là một học sinh sau khi được đào tạo hoàn chỉnh nghề tại lớp học cắt may của làng Hữu Nghị, thì em đã là một trợ giảng để giúp cho giáo viên thực hiện những học sinh đang tiếp tục học trên lớp học cắt may. Và ngoài thời gian em làm trợ giảng cho lớp thì em đã tham gia làm những sản phẩm để được trưng bày bán tại lớp. Và cái ngoài thời gian đó thì em có thể là những hỗ trợ được cho các mẹ để sửa chữa những cái quần áo cho các em đối tượng tại làng hoặc là may những quần áo mới cho các em đang được nuôi dưỡng tại làng Hữu Nghị. Thì hiện nay thì cho đến 25 năm nay thì cũng đã được trên 700 lượt các cháu đã về chăm sóc điều dưỡng. Thế và đặc biệt là các cháu thì có những cháu mà chúng tôi có hai cháu là đã học cao học. Thế và gần 20 cháu là đã tốt nghiệp đại học cao đẳng. Thế còn hiện nay thì các cháu được gửi đi các cái trường trung học phổ thông rồi là một số trường tiểu học thì vẫn gửi các cháu, tức là cứ sáng gửi các cháu đi và chiều thì đón các cháu về. Thế còn lại các cháu ở nuôi dạy ở tại làng thì có cái dạy nghề cho các cháu. Để cái thứ nhất là cái chính ở đây là chính là tạo cái dạy cái tâm vận động cho các cháu. Thế và sau này thì có các cháu đủ điều kiện thì chúng tôi có thể giới thiệu về các cái trung tâm giới thiệu làm việc của Hà Nội hoặc là của các tỉnh. Thế và nhiều cháu thì được về địa phương, về gia đình thì cũng phát huy rất tốt. Đấy là những cái việc mà chúng tôi nghĩ là
nó cũng góp một cái phần cũng tích cực trong cái việc mà khắc phục hậu quả chiến tranh cho đất nước. Những trẻ em ở làng Hữu Nghị Việt Nam khác với những nơi khác là nơi nuôi dưỡng trẻ bị chất độc da cam, nên mức độ nhận thức của các em ở đây phần tất 100% là bị chậm phát triển trí tuệ, kèm theo những khuyết tật khác như là tự kỷ, đau, khuyết tật về mắt, đi kèm và cả ngôn ngữ nữa. Trong quá trình dạy, các cô giáo cũng gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì của các cô trong việc tìm hiểu nội dung phù hợp với nhận thức của từng học sinh. Nói chung là khi mà các cô giáo đến đây làm việc ấy, thì đã có phải có một cái sự cảm thông chia sẻ nhất định đối với các em thì mới có thể gắn bó được với công việc này. Thì mỗi đứa trẻ ở đây là có sự khác nhau, không chỉ là về nhận thức mà có cả về tâm tính. Nên và nhiều em cũng có những cái hoàn cảnh rất là đáng thương, là cô giáo là ngoài cái tình yêu thương của cô giáo ra thì cũng có như là một người mẹ với các em ở đây, lớn cũng là xa gia đình nữa, nên là ngoài cái sự yêu thương cho với các em ý, để dạy các em kiến thức thì mình cũng phải tâm tư, tình thương, cũng phải tâm sự, cũng phải có cái tình cảm để chia sẻ với các em những cái lúc mà các em ấy buồn, nhớ gia đình. Đến với lớp học này thì tôi thấy các em đã được học toán và tiếng Việt dưới sự chỉ bảo vô cùng tận tình của giáo viên. Trên gương mặt các em thì luôn hiện một nụ cười và các em cũng rất ham học hỏi nữa. Hiện nay thì tôi đang được tiếp xúc với hai em học sinh rất là dễ thương ở đây. Thì em có thể cho biết tên của em là gì được không nhỉ? Em là Hoàng Hiếu Điền ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 38 tuổi ạ. Và ở trong lớp học thì em đã được học những gì? Và em đã được học những môn tiếng Việt và môn nhân chia cộng trừ ạ. Đến với lớp học này thì em đã gặp được những người bạn như thế nào? Em là gặp được nhiều bạn rất và chơi vui với em và có hoàn cảnh giống như em và cũng khác các bạn ạ. Em mong muốn được làm gì sau khi học xong lớp học này? Em muốn về quê cùng với gia đình làm việc nông nghiệp cùng với bố mẹ. Đến với làng Hữu Nghị Việt Nam, không chỉ có các tình nguyện viên trong nước chăm sóc và giúp đỡ các em phát triển sức khỏe về thể chất và tinh thần, mà đây còn là điểm đến của rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện quốc tế. Những nghĩa cử cao đẹp của họ không chỉ góp phần tích cực trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn là cầu nối tăng cường hòa bình, tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc. Giống như nhiều tình nguyện viên nước ngoài khi đến với làng Hữu Nghị Việt Nam, bạn Maëlle Leroux đến từ Pháp, dù chỉ có thời gian vỏn vẹn 3 tuần ở đây, và đây đã là tuần thứ 2 của Maëlle Leroux khi được chăm sóc các em nhỏ nạn nhân da cam nơi đây. Nhưng đó có lẽ sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với Maëlle Leroux cũng như nhiều tình nguyện viên quốc tế khi đến đây. I chose to do childcare. I didn't know I would be here, but when I arrived here, they told me I would be at Friendship Village. So I just discovered the village and I liked it. So I just stay here to help the children. But I just wanted to do like childcare, and this is what I do. So it's perfect. I'm Izzy. I come from England, and I volunteer here because I'm going to university to study child nursing. And the concept of how the Vietnamese War and Agent Orange affected children really, really interested me. And I like to work with children, so mixing both of my interests into that and seeing how I can help kids and like have fun with them has been a real pleasure. So that's why I chose to volunteer here. Làng Hữu Nghị Việt Nam ra đời đồng hành với sự quan tâm của chính phủ Việt Nam, cộng đồng quốc tế, các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế đã góp một phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng quốc tế hiểu đúng giá trị cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hiểu đúng, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, nhân văn trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Người Việt Nam cũng góp cái phần này bởi vì chính là trong 25 năm qua thì đã được trên 70 nước và các tổ chức quốc tế đã đến thăm, làm việc, chia sẻ
Thế và cộng đồng quốc tế ở trong nước chia sẻ thì về phương diện ngoại giao thì trong 25 năm thì chúng tôi có tổng kết và đánh giá thì cái mà đạt được đối với làng hữu nghị Việt Nam không chỉ là chăm sóc các cựu chiến binh và các cháu mà cái chính là giải quyết vấn đề ngoại giao quốc tế để cho cộng đồng quốc tế hiểu được cái giá trị nhân văn của cuộc chiến tranh ở Việt Nam và dân tộc Việt Nam. How do I feel about coming here? I love it every day. It's a lot of love of hugs. The people are lovely. The teacher really helping. And yeah, I just love the kids here. So với những làng trẻ khác ấy, thì em cảm thấy là đối với bản thân em thì có thể là các em cảm thấy rằng các em có một chút gọi là hơi kém may mắn một chút. Tại vì so với hoàn cảnh thì em cảm thấy như thế ạ. Với cả là trong từ nhỏ ấy, thì bản thân em cảm thấy là bánh kem nó là một cái gì đấy nó rất là quan trọng. Đối với những cái gì quan trọng, ví dụ như sinh nhật hoặc là một cái gì đấy mà kiểu, ví dụ em được tốt, làm cái gì tốt thì sẽ được thưởng bánh kem ấy. Cho nên là em cũng mong muốn rằng là một chiếc bánh kem nhỏ có thể cho các em động lực ạ. Thưa khán giả và các đồng chí, vẫn còn đó những nỗi đau đớn, vẫn còn rất nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, dioxin đang sống trong đau đớn và khó khăn. Chúng ta hãy cùng đến bên họ nhiều hơn nữa, dù chỉ là sẻ chia một lời nói, một cử chỉ, một hành động ân cần. Bằng cả trái tim, chúng ta sẽ góp phần làm dịu đi trong họ những thương tổn tinh thần và thể xác mà cả cuộc đời họ đã âm thầm, nuốt nước mắt cất giấu vào sâu bên trong, để vững niềm tin, bước tiếp cho một cuộc đời hạnh phúc, tươi sáng hơn. Đến đây, chương trình Phương Sắc Việt Nam tuần này xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong các chương trình sau.